Em Trực xin kính chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh Học Trực Báo Trẻ Nha Trang. Thì trong những ngày cận Tết này, em Trực xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị nhà mình một trong những lô đất mặt tiền đường nhựa đường liên xã của xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nên là xã Bình Lộc nha cả nhà. Và đây chính là đường nhựa đường liên xã đây. Đường này hiện trạng rộng là 8 mét, sâu và rộng là hơn 20 mét nha cả nhà. Hướng này thì mình sẽ đi ra được là trung tâm của xã Bình Lộc này. Thì cái xã Bình Lộc trước kia là xã Diên Bình và xã Diên Lộc nay gộp thành là xã Bình Lộc đó. Thì hôm nay em được chỉ giới thiệu lô đất nằm trên mặt tiền đường nhựa này đó. Đây là hiện trạng thực tế của lô đất. Thì lô đất mình có tổng diện tích là 134 mét ngang 5 và dài mỗi cạnh là 20 và 28 mét, đất ở là 50 mét nha cả nhà. Hướng đất là hướng chính bắc, được tách ra từ ngôi nhà này. Ngôi nhà này các bán cho chủ mới. Ở đây thì điện nước đầy đủ. Và lô đất mình thì nằm gần khu hành chính mới của huyện Diên Khánh. Ngay xã Diên Lạc thì cách đó là chỉ là hơn 6 km thôi cả nhà. Đi về thành phố Nha Trang mình chỉ mất 17 km thôi, tương đương đâu đó là 20 phút. Và giá bán cho cái lô đất này á là hiện tại là 749 triệu, thì em trực chia ra tương đương đâu đó là khoảng 5 triệu, 5 triệu ba. Thì ranh giới từ cái nhà này, cái nhà này đi ngang qua nó bên này là 5 mét. Thì chỗ này chủ họ mới cái làm cái dấu mốc thôi, để tại cái vị trí này phải chạy dài ra phía sau kia là mỗi cạnh là 20 và 28 mét ngay cạnh kia cái chanh đây cả nhà đó. Và lô đất này cái sổ đỏ đầy đủ hết nha, nằm trong khu dân cư. Ở đây thì điện nước đầy đủ. Và giá bán á, thì em trực tính ra là như em nói là 5 triệu ba. Thì ở đây cái một lô đất ở phía xe kia diện tích là hơn 500 mét và giá cũng đã 5 triệu ba rồi. Hướng này thì mình sẽ đi để tới được là xã Suối Tiên, đi ra cao tốc. Nhưng mà nếu anh chị mà từ Sài Gòn về đó thì sẽ đi tới là nút cao tốc Bắc Nam đoạn Duyên Thọ. Thì từ vị trí lô đất của mình mà đi tới đoạn Duyên Thọ là mất đâu đó là 5,7 km nha cả nhà, rất là gần. Anh chị đi từ Sài Gòn vào đây tới lô đất thì nó mất đâu đó khoảng chừng cả nửa tiếng đồng hồ thôi. Còn mà mình muốn đi tới biển á thì là 17 km, đi xuống biển thêm 3 cây nữa là sau đó là 20 km nha cả nhà. Ở đây thì cách chợ là 3 km này, ủy ban thì tầm đâu đó là chỉ không có 2,5 km thôi, rất là gần luôn. Đây chính là khu dân cư xung quanh. Em trực bay từ Vlaicam em xuống. Thì quý cô chú anh chị em mình thích một mảnh đất để ở buôn bán kinh doanh được tại khu vực này thì liên hệ em Trực. Số điện thoại em là 0843216679. Em Trực sẽ gửi toàn bộ thông tin qua Zalo. Khu vực này cũng khá là yên tĩnh. Video này em Trực xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở một video tiếp theo nha.